Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, tỉnh Vĩnh Long đề ra kế hoạch xuất khẩu hàng hóa đạt là 780 triệu đô la Mỹ, tăng gần 3% so với năm 2023. Để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra thì ngay từ những tháng đầu năm, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch xuất khẩu theo nghị quyết của tỉnh ủy đề ra. Năm nay, công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tại khu công nghiệp Hòa Phú đề ra mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu trên 51 triệu đô la Mỹ. Để đảm bảo đạt được mục tiêu này, ngay từ cuối năm ngoái, doanh nghiệp đã tập trung nghiên cứu các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của các đối tác và tìm kiếm thêm khách hàng mới, phát triển thị trường tiêu thụ. Còn trong những tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đã đầu tư cải tiến công nghệ, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp theo hướng tiết giảm chi phí trong sản xuất điều hành. Cái việc đầu tư cơ sở vật chất, con người, mọi thứ hiện nay ở đây là phục vụ cho phát triển dài hạn hơn là 2-3 năm tới, khi mà thị trường đã bắt đầu tốt hơn, ổn định hơn. Ngoài ra thì cái chuỗi cung về nguyên vật liệu đã chuẩn bị trước đó để gì trong năm này chúng tôi là ổn định cũng như là cái cơ hội để phát triển trong dài hạn. Còn tại doanh nghiệp này, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4 nhà xưởng mới nhằm gia tăng năng lực sản xuất, nhập khẩu nguồn nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, doanh nghiệp còn tập trung phát triển thị trường và tìm kiếm khách hàng mới, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 10 đến 15% so với năm ngoái, với tổng doanh thu xuất khẩu trên 70 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ tập trung tìm thêm khách hàng ở châu Âu và châu Mỹ. Chúng tôi cũng sẽ đa dạng sản phẩm, phục vụ nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chú trọng công tác đào tạo tay nghề cho người lao động để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, tuy thị trường xuất khẩu đã dần hồi phục từ cuối năm trước, song với những biến động khó lường của nền kinh tế thế giới ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, tình hình giá nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất có chiều hướng tăng trong những tháng đầu năm đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp với quyết tâm đạt được kế hoạch xuất khẩu đã đề ra. Ngành Công Thương sẽ phối hợp với các sở ngành tỉnh, các địa phương nắm sát cái tình hình sản xuất, kinh doanh của các cái doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cái tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, đẩy mạnh cái công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển thị trường xuất khẩu, cung cấp thông tin về thị trường xuất khẩu, cũng như các cái hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các nước đến các cái doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh, tạo cái điều kiện cho các cái doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, các cái thủ tục xuất khẩu nhằm phát triển thị trường. Vĩnh Long hiện có trên 70 doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Những sản phẩm xuất khẩu của tỉnh hiện đã đến thị trường của hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với sự năng động của các doanh nghiệp trong việc phát huy thị trường xuất khẩu truyền thống, phát triển thêm thị trường mới và gia tăng nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, cùng với sự quan tâm hỗ trợ có trách nhiệm của các cấp các ngành, sẽ là những yếu tố quan trọng để năm 2024, tỉnh Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu theo nghị quyết đề ra.